Bản tin tối 1 tháng 9 kính thưa quý vị, từ 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến 17 giờ ngày 1 tháng 9, cả nước thêm 11.434 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 5 người nhập cảnh. Các tỉnh thành có số ca bệnh cao nhất trong ngày là thành phố Hồ Chí Minh có 5.368 ca, Bình Dương 3.440 ca, Đồng Nai 759 ca, Long An 594 ca, Tiền Giang 194 ca ca trong một ngày qua thành phố Hồ Chí Minh giảm 76 ca, Bình Dương giảm 1090 ca, Tiền Giang giảm 20 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An tăng 7 ca. Và sau đây là những điều đáng lưu ý F không cần biết khi điều trị tại nhà cầm nang hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà theo Bộ Y tế như sau. F không cần chuẩn bị gì khi điều trị tại nhà, số điện thoại của các lực lượng y tế, người nhiễm bệnh phải có phòng riêng. Sắp xếp người chăm sóc bệnh nhân nếu bệnh nhân không tự phục vụ được. Chuẩn bị đầy đủ, khẩu trang y tế, găng tay y tế, cặp nhiệt độ, máy đo huyết áp, thùng đựng rác riêng, đồ dùng cá nhân riêng, có sẵn thuốc đang điều trị, thuốc và đơn thuốc cho người nhiễm. Những dấu hiệu ép không cần theo đối không theo dõi, viết thông tin vào bảng theo dõi sức khỏe hàng ngày. Những dấu hiệu cần theo dõi, nhịp thở, mạch, nhiệt độ, SPO2, nếu có thể, huyết áp, nếu có thể, các biểu hiện, mệt mỏi, ho, ho da đờm, ớn lạnh, đau mắt đỏ, mất vị giác hoặc khiếu giác, tiêu chảy, ho da máu, khó thở, đau tức ngực. Các biểu hiện khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ. Các dấu hiệu cần báo ngay với nhân viên y tế để được xử trí và chuyển viện, khó thở, tăng nhịp thở, SPO2 nhỏ hơn 95%. Mạch đập hơn 120 nhịp trên phút hoặc dưới 50 lần trên phút, huyết áp thấp, huyết áp tối đa nhỏ hơn 90 mmHg, huyết áp tối thiểu nhỏ hơn 60 mmHg, đau tức ngực liên tục lơ mơ, mặt, môi, đầu móng tay tím, da xanh, không ăn uống được, bị nôn ói, có các triệu chứng bất thường, trẻ em, sốt cao, mắt, môi đỏ, xuất huyết. Sử trí một số triệu chứng sốt, người lớn sốt trên 38,5 độ C, đau đầu, đau người uống paracetamol 0,5G. Khoảng cách giữa hai lần uống cách 4 đến 6 tiếng, ngày uống tối đa 4 viên. Trẻ em sốt trên 38,5 độ C, paracetamol 10 đến 15 mg trên kg trên lần, có thể uống tiếp sau 4 đến 6 tiếng, tối đa 4 lần trên ngày. Nếu sau khi uống thuốc hạ sốt 2 lần chưa đỡ, liên hệ ngay với lực lượng y tế. Ho, dùng trị ho theo đơn của bác sĩ. Vitamin, có thể uống thêm các vitamin theo chỉ dẫn của bác sĩ. Có thể uống thêm các vitamin theo chỉ dẫn của bác sĩ ứng phó căng thẳng tinh thần, lạc quan, không lo lắng, chăm sóc sức khỏe của bản thân ăn uống lành mạnh, đủ chất dinh dưỡng, vận động cơ thể, ngủ nhiều, ngồi thiền, không uống bia rượu, thuốc phiện, đồ uống có ga, giải trí, đọc sách, vẽ, xem phim, nghe nhạc, nấu ăn, liên hệ với y tế phụ trách nếu căng thẳng tinh thần kéo dài, cố gắng giao tiếp, trao đổi, trò chuyện, tập luyện, vận động nâng cao sức khỏe vòi ép không. Việc vận động tăng cường khả năng hô hấp và tập luyện hàng ngày là rất cần thiết, giúp cho hệ hô hấp tốt hơn, giúp thải đầm dịch, ngăn chặn suy giảm miễn dịch, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, không tập quá sức, nếu mệt, khó thở hay đau ngực tăng, nên ngừng tập. Nếu các triệu chứng này tăng lên cả khi nghỉ cần liên hệ với y tế. Làm gì để phòng nguy cơ lây nhiễm, f không cần có phòng ngủ, phòng vệ sinh riêng, hoặc không gian riêng. Người nhà luôn giữ khoảng cách ít nhất 2 mét với f không không dùng chung các đồ dùng cá nhân không ăn uống cùng người khác không di chuyển ra khỏi địa điểm cách ly không tiếp xúc gần với người khác và với vật nuôi đảm bảo nhà cửa thoáng mát luôn mở cửa sổ cửa đi nếu có thể dùng quạt máy lọc không khí không bật điều hòa thông với các phòng khác không để luồng khí bay từ phòng ép không vào không gian chung rửa tay là cách hạn chế lây nhiễm hiệu quả nhất Rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch sát khuẩn lưu ý với vật nuôi trong NHAF0 và người cùng nhà với F0 không nên tiếp xúc với vật nuôi vì virus có thể lây bệnh sang động vật và cũng không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác bên ngoài.